Rồi làm giúp thầy mấy câu trắc nghiệm trước đi các bạn. Đây là những kiến thức từ đầu năm tới giờ rất là dễ, cho nên thầy sẽ sửa nhanh nhé các bạn. Rồi câu số 1 là câu các bạn phải luôn ghi đáp án để mình biết được câu này là câu về cái gì. Thì ghi đáp án thì câu này câu về gì các bạn? Về thì. À, hiện tại thì mình nhắm vào thì hiện tại đơn và hiện tại tiếp diễn. Quá khứ mình chưa học. Bởi vì mình học hiện tại đơn thì tiếp diễn gì nữa các bạn? Tương lai à, có bốn cái à, nhắm vào bốn cái đó giúp thầy. Ha. Thì cái này mình nhắm vào một là hiện tại đơn, hai là tiếp diễn. Thì giờ thầy coi, I'm afraid you can't talk to him now. Bạn không thể nói chuyện với anh ấy ngay lúc này. Anh ấy chắc chắn là anh ấy đang bận làm gì đó đúng không các bạn? Chọn thầy con. B. He is taking out the rubbish. Take out hoặc là trong sách mình học cụm gì các bạn? Vứt rác đó. Cụm gì? Ở trong sách là mình học take out hay là mình học cái cụm khác? Trong sách học put out đúng không? Nhưng mà có thể dùng take out cũng được. Afraid là gì các bạn? Sợ. I'm afraid. Tôi e rằng, tôi sợ rằng. Và các bạn nhớ nè, đó chính là đối với trường hợp đó chính là tôi sợ cái gì đó. Ví dụ tôi sợ chó đi. Cái bài lúc đó là I'm afraid dog. Và các bạn phải là I'm afraid gì? Of dogs. Cái này thầy nói gì ta? Thầy nhớ nó rồi. Cho nên ghi chú thầy nó chính là chữ sợ, afraid đi theo dưới từ of. I'm afraid of. Nhưng mà cái này là of. So afraid là một cái mệnh đề, cho nên không còn of. Cho nên các bạn nhớ đối với trường hợp đó chính là khi nào chữ afraid mới có of. Khi mà sau đó là một cái danh từ. Còn nếu mà sau đó là cái mệnh đề thì khỏi có thêm gì hết. Tôi sợ rằng. Thực tế cái từ này á, cái câu này nó có từ rằng đó. Đó chính là từ that đó các bạn. Nhưng mà chữ rằng này thầy có thể bỏ được ha. Tiếp tục thầy câu số 2. Nhưng nhắc lại chút xíu về từ rác. Ngoài từ rubbish ra, các bạn nhớ từ rác mình đọc là gì các bạn? Rubbish. Thì chữ U này là âm gì? Âm mũ. Rub, âm mũ ha. Người ngoài từ rubbish sẽ còn từ nào rác nữa? Garbage. Garbage, biết từ này mà đúng không các bạn? Rồi còn ngoài garbage sẽ còn từ gì nữa các bạn? A litter, đúng không? Garbage. Nhớ cái từ này là garbage nha. Các bạn ấy ha. Bởi vì trong cái đề này thầy không chưa chú soạn bạn những câu phát âm. Nhưng mà trong quá trình dạy thì ôn lại phát âm với các bạn luôn ha. Rồi thì ta có từ garbage, nó có hai chữ A. Chữ A đầu tiên là âm A, A dài. Và chữ A thứ hai là âm gì các bạn? Garbage thì nó âm gì? Âm Y. Các bạn thấy nếu mà A, G, E thường nó là âm Y. Ví dụ thầy có thôi khỏi đi. Nhớ tạm thời biết thôi, chính là A, G, E thì nó là âm Y. Thầy tính cho các bạn một số cái ví dụ mà có A, G, E nữa. Nhưng mà có những cái từ nó khó các bạn chưa gặp cho nên tính xong. Thì tạm thời nhớ A, G, E thường nó đọc là H. Rồi tiếp tục qua từ garbage sẽ còn từ nào rác nữa? Trash. Đúng không? Rồi sau đó là litter, đúng rồi đó. Có từ trash, có từ các bạn phải nên biết giúp thầy. Trash nên là âm hay bướm, litter. Và xả rác thầy dùng động từ gì các bạn? Vứt rác, xả rác. Không có throw. Drop. Ủa học chứ? A drop litter. Còn throw thì phải throw gì các bạn? A throw away. Ok chưa? Rồi. Nhưng mà sẵn đây thầy mở rộng thêm chút xíu, đó chính là một số cái trường hợp, đó chính là vứt xả, học luôn thầy. Nó sẽ đồng nghĩa một số từ, đó chính là dispose, đi theo cái từ of, dispose of. Rồi ngoài ra thầy còn một số từ sức vứt rã, vứt xả đó chính là từ dump. Tiếp theo đó chính là thầy có từ discharge. Nhưng mà discharge thường nó sẽ cộng với dưới từ into. Dump nó cũng thường đi theo dưới từ into. Throw away, dispose of, dump. Đây là những từ vẫn khó nha các bạn. Bởi vì theo thầy quan sát đề thi cũ năm ngoái hay những đề thi năm trước rất là khó. Từ vẫn rất khó các bạn. Những cái bài tự luận thì dễ cho các bạn làm. Nhưng mà bài nghe nè, đặc biệt là nghe và bài đọc nè, toàn từ vựng thôi các bạn. Cho nên phải là trang bị kỹ từ vựng. Rồi sẵn học của thầy đó chính là bài rác. Bài rác trong sách có học chưa ta? Landfill. Có chứ? Chưa đúng thầy học thầy, landfill, bài rác. Landfill, đây là danh từ, bài rác. Rồi đối với trường hợp chữ nhựa các bạn, túi nhựa thì nó mất nhiều năm để nó phân hủy. Thì cái từ phân hủy tôi giữ bằng. Có cụm gì break gì các bạn? Break gì đây? Đúng rồi, break gì? Phân hủy. Break. À, xin lỗi, break. Đúng rồi đó. Break down. Cho thầy có thể nói là gì?
nhựa móc nhiều năm để phân hủy. Thì thầy có cấu trúc móc đó chính là gì? Ví dụ tôi móc 5 phút để đến trường, có cấu trúc gì thầy tôi nói bạn? It, take, đúng không? Rồi cộng ai đó, cộng to ngữ nè, rồi làm cái gì đó, tu vớp cái này thầy nói đâu mà đúng không? Đây là một cấu trúc khác của tu vớp đó đó. Để các bạn dịch là gì? Đừng dịch là nó móc, bạn dịch to ngữ trước thầy nè. Ai đó, cái gì đó, móc. Rồi, khoảng bao lâu, cái này cộng thời gian nữa chứ thầy. Cái này cộng thầy thời gian. Time. Rồi, to verb thầy. Ai đó, hoặc là cái gì đó, móc bao lâu để làm gì đó. À, vậy các bạn giúp thầy coi. Nhựa. Thì cái gì đầu tiên trước cho thầy? It takes. Vậy nữa không? Plastic. Rồi thời gian. Nhiều năm. Many years. Để phân hủy. To break down. Nhưng ngoài chữ break down học thầy một cái động từ mang nghĩa là phân hủy nó học luôn thầy. Decompose. Học hết chưa thầy? Decompose. Mở rộng thêm cho các bạn. Hiện tại từ vựng bị thiếu quá, chưa đủ đâu. Giờ mà thầy đưa các bạn đề thi năm ngoái các bạn làm không nổi đâu các bạn. Có bao giờ bạn nghe khái niệm thành ngữ nữa chưa? Nghe thành ngữ trong tiếng Anh chưa? Là đề thi nó còn ra thành ngữ nữa là chết nữa. Khó lắm. Thì nó sai á. Thì tí nữa sửa lại. Lẹ nè các bạn, xong chưa? Xong chưa? Nay về trễ nha các bạn. Rồi câu số 2. Câu này gì đáp án là câu về gì? À, từ loại. Từ loại các bạn chỉ còn nhìn nhanh thôi. Các bạn thấy the economy đang là một cái gì các bạn? Danh từ. Mà chắc chắn trước giờ nó phải là gì? Trời ơi trước. Trời ơi trước tính. Trời mấy đứa giờ mà sao mình trước giờ là tính từ được? Rồi xong luôn. Trạng từ đó là trạng từ là chọn có đê á hả? Ôi ơi mấy đứa quên hết sạch của thầy luôn. Nó tùm lum tùm la hết. Các bạn nhớ thầy, danh từ ngay đây. Thì trước danh từ nó sẽ là gì đây? Có thể là tính từ ha, hoặc là trước danh từ nó có thể là một động từ. Đó nhớ thầy các bạn ha. Còn cái ví dụ đó chính là gì? The cộng với danh từ hoặc là cụm danh từ thì chắc chắn trước đó chỉ có thể cộng thầy đó chính là động từ mà thôi. Nghe chưa? Đó thì cái chú thầy. Tính từ cộng danh từ, động từ cộng danh từ. Còn nếu mà có the thì trước the nó phải là động từ chứ thầy. Bởi vì có bao giờ các bạn nói là good the mom không? Sao good the mom được không? Nó chỉ có thể là the good mom hoặc là a good mom thôi. Bữa thầy nói bạn the được gọi là gì trong Anh? Nó là khái niệm gì trong tiếng Anh? Mạo từ. Mạo từ bao gồm the, a và an. Thế cho nên trước a, an, an và the thì thường nó là động từ giúp thầy. Nó không phải thường nữa, luôn là động từ giúp thầy. Các bạn nhớ thầy nha, có chữ the đứng giữa nè thì nó sẽ khác nha. Còn ví dụ như thầy có cái ví dụ tính từ cộng danh từ là gì đó, ví dụ thầy có good mom nè, đúng không? Mom là danh từ thì trước nó là tính từ. Còn nếu mà có chữ the mom như thế này thì trước đó vui lòng cộng thầy động từ nha. Rồi thì quay trở lại bài thì cái mình đã có the economy có chữ the rồi, chắc chắn trước đó là vui lòng mà trời vừa mới nói luôn, có chữ the ngay đây thì trước nó là cái gì? Động từ. Tùm lum tùm la, sau nó là danh từ nhưng mà trước nó là động từ. Giờ mình không phân biệt được, đó chính là trước và sau nữa. Sau nó là danh từ này, danh từ economy nè. Nhưng mà trước chữ the nó phải là động từ thì chọn thầy có gì? Nhớ bắt đầu tùm lum tùm ra rồi đó, nó toàn là kiến thức cũ. Cái này là những cái thứ thầy dạy rồi, bây giờ các bạn quên là lỗi của các bạn nhưng thầy không nhắc lại nữa, chọn thầy có gì? Câu C là gì? Strong là gì? Giờ biết gì strong nó là cái gì luôn? Mạnh, mạnh nó là cái gì? Mạnh là cái gì? Mà là tính từ. Sao mà chọn được? Mấy câu này là toàn từ vựng trong dĩ thứ 1 không à? Có gì đây? Câu 3.
Bởi vì sao ông nói là công an? Bởi vì mình đã học trong sách từ này là động từ. Vậy nó mang nghĩa là gì? Củng cố, tăng cường. Và nhớ thầy, động từ thường nó có dấu hiệu là đuôi gì? N thật nói lúc rồi. Nó hết, nó tất cả. Còn có bên strength, nó là từ loại gì đây? Danh từ. Strength danh từ là gì đấy? Thì có strong là mạnh, gì danh từ nó là gì? Sức mạnh hoặc là điểm mạnh. Câu số 2 thì có từ measures, học thầy từ measures. Đó chính là biện pháp. Trời ơi, mới có 2 câu mà nãy giờ chưa xong nữa. Đó, đề thi nó ra như vậy mà mấy đứa vừa không làm không nổi câu này thì làm sao làm mấy bài đọc mấy bài nghe? Có phải là tí sau mấy tuần sau nữa là đề thi giữ kỳ cái dưới trung bình không? Mà học thêm từ đầu năm tới giờ mà đi thi dưới trung bình là mấy đứa thấy oan uổng không? Cả lớp cũng như thầy coi. Đầu năm tới giờ dạy vô cùng nhiều từ vựng. Những biện pháp nó sẽ giúp trong khóa này, chỉ suốt này không phải là nên nữa đâu, nó sẽ đó. Những biện pháp này nó sẽ giúp tạo, không có sáng tạo. Sáng tạo công việc là gì? Tạo ra những công việc và thúc đẩy nền kinh tế. Tại có tiếng economy là gì đúng không? Nền kinh tế. Và bữa thầy dạy các bạn có một từ, đó chính là từ tiết kiệm. Nó cũng xuất phát từ cái từ đó luôn. Đó chính là từ economical. Economical, tính từ, mang nghĩa là tiết kiệm. Economy, danh từ là kinh tế, nhưng tính từ economical là tiết kiệm. Câu số 3. Câu này câu về thì thôi. Câu này câu về tu vớt, động từ thêm in, đúng không các bạn? Chia này coi, câu này cấu trúc gì rồi? Chọn có gì? Có mát rồi, chắc chắn chọn động từ gì đây? Như mẫu, chọn này có B. Vậy này có các bạn, his performance. Cái buổi trình diễn của nó ấy, nó rất là chán, cho nên nó đã làm cho tôi ngủ thiếp đi, fall asleep. Nhưng chữ fall này không phải ngã các bạn. Fall asleep đó chính là ngủ thiếp đi. Fall asleep, nhớ đây là một cái cụm trong tiếng Anh luôn nha các bạn. Và sẵn các bạn có thể học luôn thầy một cấu trúc. Đó chính là so cộng tính từ cộng that cộng mệnh đề. Bình thường các bạn nhìn chữ so là gì? Cho nên vì vậy. Nhưng mà như thầy nói là so beautiful là gì các bạn? Rất đẹp. Cho nên cách để nhớ đó chính là gì đây? Bởi vì rõ ràng nếu mà sau so là tính từ thì chỉ là rất. Thì có thể dịch là gì? Rất gì đó. Cho nên. Hoặc là đến nỗi mà. Thì học thầy cấu trúc này nha. So tính từ cộng tác cộng mệnh đề. Rất gì đó đến nỗi mà. Hoặc là rất gì đó cho nên. Cách để nhớ đó chính là gì? Bởi vì chữ so nó có hai nghĩa chính là gì các bạn? Rất và cho nên, rất là dễ nhớ các bạn ha. Cấu trúc này nó sẽ đi xuống các bạn mà cấp A sẽ thấy thường xuyên luôn. Vậy áp dụng lại cấu trúc đó các bạn dịch lại câu câu số 34 thầy coi. Câu số 3. Kể lớp cũng như thầy coi. Cái màn trình diễn lúc ấy rất là chán. Cho nên nó đã làm tôi ngủ tiếp đi. Câu số 4. Đây là câu về thì. Ngày hôm nay chị của tôi không thể làm được bài tập về nhà. Không được làm được về nhà, việc nhà. Bởi vì cô ấy đang chuẩn bị ôn thi. Đúng không? Chắc chắn trong thời gian của bạn. Thì là đến việc. Bởi vì tại sao nữa đến việc? Cái này có việc, một sự việc đang diễn ra không? Có thể việc này đang diễn ra. Nhưng cụ thể là hiện tại chỉ là có nó một sự việc mang tính tạm thời. Đúng không? Bởi vì bình thường á, thì mỗi ngày nó làm gì? Là việc nhà. Nhưng ngày hôm nay nó không làm. Bởi vì nó đang chuẩn bị cho cái việc ôn thi. Prepare đi theo cái từ for. Câu số 5. Rồi câu này về thi thôi bạn, rất dễ. Có dấu hiệu gì rồi? Four times a week là dấu hiệu của thi. Nhìn thầy đơn thôi, chọn thầy câu. Hoàng làm gì các bạn? Bỏ chữ check thầy đi.
Hoàng làm gì mấy nữa? Kiểm tra email của anh ấy 4 lần một tuần. In order not to. In order to là gì mấy nữa? Để. Nhưng mà in order not to là để không. Để không miss là để không bỏ lỡ bất kỳ cái gì mà nó quan trọng. Với any gì là bất kỳ những bạn. Câu thứ 6. Câu này cấu trúc. Các bạn phải nhìn vô đáp án, các bạn phải hiểu được câu này là câu điểm ngữ pháp gì mà nó học. Câu này nhìn đáp án là câu về tu vớt là tiếng lẩu, nhắm vào hai cái đó về thôi. Thì một là câu gì, hai là câu gì? Một là câu B2D. Vậy bây giờ các bạn phân tích giờ nguyên mẫu khi nào, chỉ có nhớ những cái nguyên mẫu này thôi. Còn không có nằm trong những nguyên mẫu thì nó là tu vớt. Vì câu này phải chọn gì? Nhưng mà các bạn phải giải thích cụ thể nữa tại sao tu vớt. Có cấu trúc gì các bạn? Old enough. Old là gì? Tính tử. Đúng không? Sau tính từ mà nó đọc từ thì có tú. Đó. Cho nên ngoài cái việc mà các bạn áp dụng cái mẹo của thầy đó chính là gì? Nguyên mẫu chỉ nhớ những cái nguyên mẫu. Còn nếu nó không nằm trong nguyên mẫu thì nó tu. Nhưng mà các bạn cũng phải nhớ thầy cái động từ nào mà khi nào còn tu. Và khi nào nó phải dùng tu nữa. Ha. Thì câu này là bởi vì có cấu trúc old enough, tính từ enough, sau đó phải có tu gì thầy có bảo. Cái người cô gái tuổi tin, cô ca sĩ tuổi tin thì đã đủ trưởng thành, đủ lớn để gì đây? Để tự đưa ra quyết định của anh ấy. Thì học thầy cái cụm đó chính là make up mind. Make up mind đó chính là đưa ra quyết định. Make up mind, đưa ra quyết định. Cụm này có trong sách cũ. Mà thường giáo viên rất là hay thích lấy kiến thức từ sách cũ. Và bởi vì sắp tới trường mấy đứa có phần đọc nghĩa trái nghĩa, có thể bắt các bạn gạch chân cái cụm đó chính là make up mind. Đồng nghĩa từ nào quyết định các bạn? Cái đọc từ nào quyết định? Trời ơi mấy đứa ơi. Cái đọc từ nào là đọc từ quyết định mấy đứa đi gì? Decide. Cái lần này lần thứ 3, lần thứ 4 thì nhắc các bạn từ này rồi. Không có gì không hiểu nổi luôn á. Mấy đứa quá là tệ đi. Và sau design động từ nó phải như thế nào đây? Sau design động từ phải như thế nào? Có tu. Đó, trong cái đề thi kiểm tra 15 phút vừa rồi em có đó. Ngay câu đầu tiên luôn, design tu đó. Mà từ này nhắc đi nhắc lại hoài thôi. Giờ lớp 10 mà hỏi cái từ design là gì cũng không biết nghĩa. Và bữa thầy dạy các bạn, danh từ design đó chính là danh từ gì? Mới đi gì đây? Decision. Design là quyết định, còn decision danh từ dịch là gì? Cái sự quyết định. Và người ta đi theo động từ gì phía trước? Make decision. Make decision. Thường cái này sẽ có make a decision. Ôm đi ôm lại hoài, quá là tốn thời gian đi. Từ nay về sau, ngày hôm nay ở trên lớp học được bao nhiêu bài, về nhà làm lại thầy y chang. Chứ làm rồi quên. Nãy chưa có 6 câu mà nửa tiếng đồng hồ. Câu số 7. Nhớ, nghe câu này cũng có biết nghĩ gì đâu mà làm. On business là gì đâu biết nghĩ đâu mà làm. Bận đâu mà đọc bận. Busy là bận, business đâu mà bận. Busy đứng một mình ở ngoài nghĩ là gì đây? Không có bận nữa. Đâu có biết nghĩa, có biết từ vựng nào đó. Quý thầy có businessman là ai? Đâu có biết businessman là ai luôn. Business là việc kinh doanh. Vậy thầy có chữ man vào businessman là ai? Doanh nhân. Nhưng mà trong hộp này thì có on business không mang nghĩa là kinh doanh gì nữa. Tại vì đó chính là đi công tác. Thì đây là một cụm trong tiếng Anh. Câu số 7.
Giờ lắp vô này coi. Jack lúc nào cũng trong thời gian lúc nào cũng như đây đi công tác, vì vậy tôi sẽ chăm sóc cô nãy. Cái này là luôn công tác mà các bạn, sao mà sẽ được, có phải là đâu, có phải là ê, ngày mai tao đi công tác có gì mày chăm giùm tao con chó thôi nha, ok tao sẽ chăm con chó mày, đâu phải như vậy đâu. Cái này là luôn công tác mà, cho nên là mình gì đây, mình check hay là mình I am checking, vì vậy tôi đang chăm sóc con chó của nãy. I am checking được không? Cũng được, bởi vì nếu mà dùng I am checking thì nó mang tính tạm thời hả. Cho nên câu này thầy nghĩ là chọn câu A câu B cũng được, nhưng thầy cảm thấy phù hợp nó vẫn chọn câu A, bởi vì cái việc này nó mang tính tạm thời, nó luôn công tác, bởi vì đây là phản chó tôi đó, đúng không, con chó của nãy mà. Cho nên nếu mà trong câu này thầy chọn câu A câu B cũng được, nhưng mà theo thầy nên chọn thầy câu A. Câu số 8. Ngày nay ở Singapore thì mọi người sống ở trong những gia đình gì đây? Mà consist of, mà bao gồm bố mẹ và con cái thôi, đó sống trong gia đình gì? Hạt nhân. Thì gia đình hạt nhân là con nào? Câu B, nuclear family. Còn gia đình mở rộng thì có từ nào? Con nào mở rộng? Extended family, đó chính là gia đình mở rộng. Và học thầy một động từ đó chính là tend. Sau tend nó sẽ là có to với thầy. Tend to là gì các bạn? Có xu hướng. Sau tend là động từ và có to. Tend to có xu hướng. Ngày nay người dân ở Singapore có xu hướng sống trong gia đình hạt nhân. Có xin là con về gì đây? Nhìn vào thầy, con này con về gì? Về thầy. Cụ thể là thầy gì thôi? Tương lai và be going to. Câu này khó. Despite the heat. Đó phải có từ vựng mới làm được các bạn. Despite là gì? Mặc cho cho thầy thôi, đúng gì mặc dù. Mặc cho cái cơn nóng. Chúng tôi sẽ reach cái câu này làm rồi, vì thầy ôm lại mới đó. Đúng không? Câu này làm rồi, vì ôm lại thôi à. Rồi đâu nhớ chữ reach, đâu nhớ chữ destination là gì đó. In time là gì? Đó, từ vựng nào giờ mấy đứa không biết, làm sao mấy đứa có khả năng biết làm bài. Quá là tệ. Đó, cho làm rồi, làm lại, làm không nhớ. Vậy đi học làm gì nữa? Đi học bài kiểm tra 5 phút nó quá nó dễ, cũng làm tùm lum tùm la. Chả hiểu học kiểu gì. Thế thì mấy đứa học kiểu vậy thầy sẽ là giải tán lớp á. Bởi vì lớp 10 thầy dặn dò các bạn quá rất nhiều. Thầy gọi là dành rất nhiều tâm huyết cho các bạn. Mà các bạn học kiểu đó thì thầy nản, thầy muốn dạy nữa. Mấy đứa tìm ai giỏi hơn đi. Thấy thiệt á. Bây giờ mấy đứa tìm ai giỏi hơn nữa. Bây giờ mấy đứa học kiểu đó thầy dạy học kiểu đó. Mấy đứa cũng học như vậy mà mấy đứa tìm ai nữa. Được một số bạn học bài à. Cái này thầy không nói tất cả. Tụi bay học được hết chứ sao mà không được. Mình lười. Quá mệt mỏi. Đúng là ngày hôm nay thầy cho mấy đứa nghỉ nè. Bởi vì thằng bệnh thầy muốn thầy dạy không nổi. Còn ngồi đây ráng dạy mấy đứa. Suốt ngày toàn lo cái vấn đề gì đâu không mà. Tại không phải như giáo viên khác. Giáo viên khác là gì? Chỉ nhận học sinh. Rồi muốn dạy sao dạy. Kiến thức để đó. Không ôn lại, không có sự nhắc nhở. Nhưng mà thầy lại khác. Ngày nào cũng phải nhắc. Đó, câu đó giờ làm lại. Từ nào cũng không biết thì làm sao mà làm bài. Thầy nói các bạn ngữ pháp các bạn giỏi. Cửa nào mà các bạn không có từ vựng thì làm sao mà làm bài. Quá tệ. Vậy thì hit đó là cái gì?
cơn nóng có được một bạn nhớ à. Mặc cho cái cơn nóng, chúng tôi sẽ câu này gì nó bán thì các bạn chỉ nhắm thôi, đó chính là câu A của B thôi, bởi vì đang học tương lai đơn và tương lai gần. Mặc cho cơn nóng, chúng tôi sẽ reach the destination, chúng tôi sẽ đi đây, sẽ đến cái điểm điểm đích đúng giờ. Đây có chữ reach, động từ bạn nghĩ là đến, đến nơi đó. Còn destination là gì? Là cái gì? Điểm đến, đích đến. Còn in time là cái gì đây? Đúng giờ. Vậy câu này chia sẻ mới dùng gì đây? Đặt câu hỏi, nó là bất chợt hay là có kế hoạch? Nó mang tính bất chợt thôi. Đâu ra là một kế hoạch. Nó đùng một phát mình đi chơi nhưng mà trời tự nhiên nóng. Nhưng mà mình vẫn quyết định là vẫn sẽ đi đến địa điểm, mang tính bất chợt thôi. Chọn thầy câu A, câu B. Câu số 10, nhìn đáp án câu này có về gì? Từ loại. Vậy cô ấy lau dọn như nào đây? Cô ấy đã dọn dẹp. Đó, thì các bạn thấy clean up nó đang là một cái gì đây? Động từ. Cho nên sau động từ thường là gì? Một là trạng từ, hai là danh từ, chắc chắn rồi. Mà câu này các bạn có biết nghĩa từ nào không? A, B, C, D các bạn có biết nghĩa đó, đúng không? Cho nên câu này mình chỉ một là danh từ, hai là động từ, hai là trạng từ. Vậy giờ mình không biết chữ câu nào cái này danh từ, nhưng mình chọn trạng từ được không? Được thì chọn thầy trạng từ câu câu B, spotlessly. Tại có chữ spotless, câu A các bạn thấy là list, nó là dấu hiệu của từ loại gì? Tính từ. Đó, list nó là không. Thầy từng nói bạn chưa? Careful là cẩn thận, thì careless là gì? Không cẩn thận, bất cẩn đó. Vậy list là không hoặc là bất hoặc là thấp. Thì trong hợp này spotless nó sẽ là không tì vết hoặc là sạch bóng. Thì trong hợp này gì là gì các bạn? Cô ấy thường xuyên dọn dẹp một cách gì các bạn? Sạch sẽ, sạch bóng sau khi mà gì đây? Nấu ăn xong, finishing cooking. Tại sao phải sử dụng finishing rồi tại sao phải dùng thêm cooking nữa? Tại sao là cả hai động từ in? Lý do là đầu tiên, tại sao chữ finish phải thêm in? Cái này đơn giản trước nè. Bởi vì như nói bạn, tại sao chữ finish phải thêm in? Đúng rồi, sau after động từ in. Và cái thứ hai đó chính là gì? Sau chữ finish thì động từ nó sẽ thêm in. Bình thường các bạn biết là giữa hai động từ có to đúng không? Nhưng mà chữ finish thì sau finish động từ nó sẽ thêm in. Thì cái này nó sẽ lưu trong một bài lên lớp 11 các bạn học, hay lên lớp 10 thì cũng nhớ rõ. Ha. Câu số 11. Mẹ của tôi chịu trách nhiệm cho việc chăm sóc nhà cửa và gia đình. Thì các bạn nhìn vô cái, mình sẽ loại bỏ câu này, cái nào nó cũng trách nhiệm hết. Nhưng bây giờ các bạn loại bỏ giúp thầy. Loại bỏ có gì? Tại sao loại bỏ có A? Mấy đứa chọn, mấy đứa loại bỏ mà mấy đứa không có gọi là bất kỳ cái, cái gọi là cái suy luận hết trơn á. Tự nhiên mấy đứa muốn bỏ là mấy đứa bỏ vậy đó hả? Nhìn vô mấy đứa thầy bỏ giúp thầy câu gì? Các bạn áp dụng những kiến thức mà ngay từ buổi đầu thầy nói với các bạn xác định câu đề rồi nhìn lại các bạn, các bạn loại bỏ thầy coi. Đi nhìn vô mà các bạn biết loại bỏ câu nào thì các bạn học làm cái gì? Các bạn loại bỏ câu gì? Tại sao loại bỏ câu C? Nó nhìn vô không biết câu nào sai, câu nào đúng thì làm sao mày học nữa? Tôi nói thầy coi, giả bộ thầy muốn bỏ câu B, em giải thích. Có bỏ câu B hay câu em giải thích thôi coi. Để thầy coi trực tiếp rồi em học cái gì. Vậy thầy muốn thầy bỏ câu B đó, em giải thích thầy coi tại sao thầy bỏ câu B. Nó không liên quan gì hết trơn á. Không nhìn ra vấn đề, nói thầy coi đi. Check nó như thế nào? Nó chia rồi thì như thế nào, là sao? Phía trên cái câu đề nó như thế nào? Nó có động từ gì? Đúng rồi, nó đã có y rồi sao mà có động từ check nữa? Thì nhìn vô các bạn bỏ thầy câu gì? Câu B và câu gì luôn? Mà bây giờ người ta nói là B, C đều đúng thì như thế nào? Thì loại bỏ câu gì luôn?
con làm có gì? Làm được không? Có nhiêu đó thôi à. Giờ đụng tới câu nào là thầy cũng phải là cái người mà đứng ra giải thích chứ không ạ? Không nhìn ra vấn đề hay sao vậy? Có một lúc nào cũng có một đứa nó nhận ra vấn đề à? Thì câu này mình sẽ chọn câu A. Responsible vì có tính từ, bởi vì responsible là tính từ và nó đi theo chữ từ for. Còn khi nào thầy mới chọn câu B là khi mà bỏ to be easy. Còn C nó bị sai cái nữa, đó chính là gì? Chữ take, nó đang nguyên mẫu mà chủ của shit nó phải tiếp S chứ. Thầy nói với bạn, đó chính là cách để làm một câu ngữ pháp rồi mà. Còn duty nó là gì đây? Nó y chang như từ responsibility là gì đây? Trách nhiệm bổn phận vậy rồi. Câu 12. Tại sao có C? Bởi vì mình có từ strong. Đủ mạnh để ủ khỏe để làm những công việc nặng. Câu C. Còn do the laundry là gì? Giặt đồ. Có việc nhà thầy đọc là gì? Household gì? Tại sao phải có to do? Thầy bỏ chữ to được không? Lý do là sao? Có cấu trúc gì đây? Vậy nãy mới nói. Tính từ enough to. Tiếp tục câu 13. Câu này là cấu trúc to do và động từ nguyên mẫu. Giờ động từ nguyên mẫu cái to. Tại sao tôi các bạn? Nó không nằm trong những trường hợp nghiêm mẫu thì nó xuống. Nhưng mà buổi thầy dạy các bạn từ for, sau đó for là gì? Không có ai có thể force, không ai có thể ép buộc. Không có ai có thể làm gì đây cả lớp cho thầy coi. Không có ai có thể bắt buộc cái cô gái trẻ làm bất kỳ điều gì. To do. Rồi, nhưng mà đề thi có thể ra cái cấu trúc này học thêm. Cái thầy nhớ là năm ngoái nó mới ra hay sao á? À không, mấy năm trước nữa. My mother forced me to do the laundry. Cái này thầy nói một lần thôi nha. Ai mà quên đề thi ra mà không lấy là đáng chịu. Quá là mệt mỏi rồi. Rồi câu này người ta bắt các bạn sử dụng động từ make. Rồi các bạn đọc thử coi. Đọc thử thầy coi. Đọc làm gì? Đọc dịch cho thầy tiếng Anh, tiếng Việt cho tôi. Đọc là tiếng Anh làm gì? Mẹ tôi bắt tôi làm cái việc giặt giũ. Và đề thi bắt bạn viết là chữ make. Make là gì? Bắt luôn. Đó, vậy các bạn chia thầy coi. Cái này thầy nói bạn rất nhiều, các bạn chỉ một câu tự luận thì bước đầu tiên phải luôn xác định gì trước. Thì động từ làm cái gì? Cái đó từ từ tính sau chứ. Xác định cái gì trước quan trọng nhất? Cái thì chứ thầy. Thường để xác định thì á là câu tự luận người ta không, thường người ta ít cho các bạn những dấu hiệu. Các bạn nhìn vào thì cái động từ chính trong câu á là thì gì đây? Quá khứ đơn thôi. Thì câu viết là cũng phải quá khứ đơn. Hiểu được chưa? Là bước rất quan trọng. Luôn xác định thì trước. Vậy câu này nói là gì? My mother. Rồi make thành gì? Made. Nhưng cũng bắt tôi make me à, có tu nữa không? Ờ à, chưa thầy thôi, bởi vì cấu trúc make thì không có tu nữa. Biết lại ha. À. Rồi nhưng mà lỡ đề thi người ta cũng bắt các bạn suy nghĩ make, nhưng mà chủ ngữ nó là ai? Thì tôi gì đây? Đúng rồi đó, tôi. Các bạn gì tiếng Việt trước thầy? Tôi làm hả? Hay là tôi gì? Tôi bị bắt làm công việc nhà, làm công việc giặt giũ bởi mẹ của tôi. Đó, thì lòi ra thì con này thì gì? Thì không phải là bị động. Thì quá khứ đơn, nhưng mà thể bị động. Rồi, bị động thì cấu trúc là gì? Ai em là chết rồi đó, vừa mới nói cái thì cái gì đây? Vừa mới nói cái thì cái là quên nữa rồi, cấu trúc là ai em. Thì gì đây, mày dùng ai em nữa?
I was. Đó, có nhiêu đó thôi à. Cứ dặn dũ như vậy, cứ dặn như vậy mà cứ lại bị quên hoài cái I am. Con cho thầy cái này nữa chứ. Mấy năm trước mấy đứa lớp 10 cũng như vậy, cứ suốt ngày sang cái thầy thôi. I was gì đây? Made. Tôi bị bắt làm do. Nhưng mà I was made gì? I was made do hả? Tại sao mà có tu? Không có để. Nó có đúng gì là bữa thầy nói bạn. Hai động từ trong câu bị động thì phải có to đó. I was made to do the laundry. Rồi sau đó là gì? By my mother. Đó, đề thi có thể ra như vậy đó. Nhưng mà thầy nghĩ đề thi nó sẽ ra cái câu phía trên, bởi vì nó đã có một câu bị động khác rồi ha. Thì nếu mà nó khó quá thì nó sẽ ra câu phía dưới. Có nhiều đó thôi, cho nên thầy nói các bạn, những cái bài này tuyệt đối luôn xác định cái thì. Đề thi câu tự luận nó dễ vô cùng các bạn. Các bạn chỉ còn xác định cái thì thôi là xong ha. Cái đó là cái chủ chốt nhất. Không bao giờ được quên xác định thì. Làm sao để xác định thì các bạn? Các bạn chỉ còn nhìn vào cái thầy đó chính là cái gì các bạn? Động từ chính sau chủ ngữ á, là xong. Câu số 13. Xong rồi, câu số 14. Rồi, câu này cũng là go rồi to go này nọ kiểu nè. Thì có cấu trúc gì được các bạn? Si, tông ngữ động từ phía sau này như nào? Đó, si. Những cái từ mà chỉ giác quan thì tông ngữ sẽ động từ như thế nào? Nguyên mẫu. Thì chọn cái gì? Của xe. Câu 15. Vậy thầy coi bố mẹ của anh ấy cho anh ấy full. Câu này khó nha, câu từ vựng này khó đó. Cho anh ấy cái sự gì đây? Cho cái câu này cũng làm lại. Choice là gì? Cái sự đó, cái sự lựa chọn trường học. Thì bố mẹ anh ấy đã cho anh ấy cái gì sự lựa chọn trường học? Ủng hộ, được không? Các bạn đã coi những câu kia chưa? Câu A, encourage là cái sự gì? Củng cố đâu, củng cố. Khuyến khích, cổ vũ. Là hoàn toàn cổ vũ nấy cho cái lựa chọn được không? Còn value là gì? Còn bond là gì? Rồi, vậy con này phải chọn câu câu B các bạn. Bởi vì câu A là câu thầy sẽ loại bỏ đầu tiên, lý do tại sao? Cái từ mình đang còn là từ loại gì các bạn? Danh từ full nó là không gì là no đúng không? Full này là hoàn toàn tuyệt đối đó. Cho nên là sau chữ full là tính từ thì phải là danh từ. Mà câu A encourage nó là gì? Động từ mà. Và nhớ thầy khuyến khích ai đó làm gì đó là cũng đi theo cấu trúc như bạn. Encourage ai đó to do nha. Đối với trường hợp mà động từ tăng ngữ rồi động từ thứ hai á, thì thường động từ số 1 tăng ngữ rồi động từ thứ hai thì phải có tu. Ngoài trừ những trường hợp đó chính là mát lét rồi động từ những động từ chỉ giới giác quan thôi nha. Vậy danh từ cái sự khuyến khích thì các bạn gắn cái này một cái đuôi danh từ đó chính là encourage gì? Encouragement. Còn câu 15 choose là gì các bạn? Câu 15 thì nó chỉ choice là gì các bạn? Cái lựa chọn, đây là danh từ cái sự lựa chọn. Đó là danh từ của động từ gì? Bữa thầy cũng nói các bạn luôn rồi. Choose. Nhưng mà ví dụ các bạn muốn nói là tôi chọn làm cái gì đó thì sau choose động từ nó phải như nào luôn? Choose nè, quá khứ choose là gì? Chose. Còn cục 3 của nó sẽ là gì? Chosen đó. Để thi ra vấn đề này, nghe chưa? Và nhớ sau choose thì động từ phía sau nó phải như nào các bạn? Có tu thầy luôn. Cái này bữa cũng nói rồi. Ở số 16. Đó, thì sai định nó quay trở lại nữa nè. Quá như là đây. Đã quyết định tìm một công việc to để kiếm tiền, thì kiếm tiền cho thầy câu đơn giản. Các bạn thấy hai câu này nó có cái câu này có hai chữ tu, nó có liên quan với nhau không? Tu này lý do tại sao ra? Bởi vì đứng giữa hai động từ có tu. Còn chữ tu thứ hai thì nó lại nói về cái mục đích đó. Còn chữ instead of, thầy nói các bạn rất nhiều instead of là gì? Thay vì là một cái người nội trợ, tại sao phải có being? Bởi vì sau instead of động từ nó phải như nào? Thêm being ha. Mà các bạn coi nè, thay vì làm nội trợ, thay vì là, chữ là thì dùng gì các bạn? Là chữ be á. Nhưng be này có chia nữa không? Không, bởi vì một câu mình chỉ chia động từ một lần thôi ha. Và nhớ thầy, bởi vì be nó cũng là động từ cho nên là sau học động từ phải thêm yên, đó là như vậy, hiểu được chưa? Câu số 17, câu này về thì. Nhìn vô, nó thì là thì các bạn thôi. Các bạn nhìn đáp án các bạn mà hiểu câu này, chỉ cần bạn nhắm được hai đáp án thôi. Là thì gì và thì gì? Will và be going to. Vậy nhìn có dấu hiệu của be going to hay will gì không? Có gì các bạn?
S plan là gì? Theo như kế hoạch thì tôi sẽ đến attend là giữ bằng tham dự cái buổi tiệc sinh nhật của bạn tôi vào tuần này. Buổi tiệc không có sinh nhật. Câu 18, câu này và câu gì nó bán là con về gì? Từ loại. Từ loại nó con nó chính là gì? Rồi bữa thầy nói với bạn đó kỹ đó chính là gì? Đứng giữa giờ và nó luôn là gì luôn? Rồi quên nữa rồi. Bởi vì bạn con này sau chữ giờ nó là gì các bạn? Danh từ. Mà trước ọp nó cũng thường là danh từ cho nên cứ nhớ thầy đứng giữa giờ và ọp nó luôn là danh từ. Chọn thầy câu. Con này danh từ thì nhìn dấu hiệu thôi. Ở câu B. Nhưng mà A, C, D còn cái này danh từ nữa không? Không, thôi chọn thầy câu B. Câu A các bạn thêm chữ R và nó thầy consumer. Bởi vì câu A giống câu C rồi cho nên khác các bạn thêm chữ R và câu A. Nhưng mà consumption thầy dạy với ta là cái sự gì? Chứ học hả? Dạ học thầy. Học thầy câu D ở câu C. Consume đó chính là tiêu thụ. Câu C động từ tiêu thụ. Câu C tiêu thụ. Vậy câu A thì có thêm chữ R vào cái bạn gì là gì? Consumer là gì? Người tiêu thụ á, không thì là nhà tiêu người tiêu dùng. Bởi vì câu C nó vừa có thể là tiêu thụ hoặc là tiêu dữ bằng tiêu dùng. Consumer là người tiêu dùng. Nhưng mà em thầy nói thôi quên nó câu C nữa. Nhắc lại câu C động từ nó mang nghĩa là gì đây? Tiêu thụ hoặc là tiêu dùng. Ví dụ thầy nói là gì đây? He consumes a lot of beef every day. He consumes a lot of beef every day. Beef là gì? À, thịt bò. Vậy trong học này chữ consume này tiêu thụ, anh ấy tiêu thụ nhiều thịt bò mỗi ngày thì tiêu thụ này là đồng nghĩa với gì? Ăn. Còn nếu mà tiêu thụ ví dụ như là tiêu thụ cái nghĩa bình thường tiêu thụ tiêu dùng thì tiêu dùng nó đồng nghĩa với gì? Dùng là dùng thì đồng nghĩa với gì thôi? Use sử dụng, nó hiểu được chứ? Vậy câu B của nó consumption là cái việc gì thôi? Cái sự tiêu thụ thôi. Vậy câu này các bạn nhìn thầy coi. The energy consumption là cái việc gì đây? Cái việc tiêu thụ năng lượng của cộng đồng nó đã increase, đã tăng since kể từ khi cái khu resort mới được xây dựng. Câu này là thầy hiện tại thành sang những gì đến sau các bạn mới được học. Rồi từ đầu năm tới giờ là thầy chưa ôn với bạn những câu đồng nghĩa trái nghiệm. Bởi vì theo cái chương trình mới của bộ á thì không có đồng nghĩa trái nghiệm. Nhưng mà trường mấy đứa lại ra đồng nghĩa trái nghiệm thầy không hiểu luôn á. Là thầy không hiểu là đường lối trường mấy đứa đề thi ra như thế nào luôn á. Bởi vì đề thi đại học nó có ra đồng nghĩa trái nghĩa đâu mà. Mà học làm gì mà thi làm gì á. Mà thôi nếu mà đề thi như vậy thì thôi. Có đồng nghĩa trái nghiệm là đúng không? Thì nó ra những câu như vậy nè. Ngoài những câu đồng nghĩa ở trong cái bài đọc thì còn những bài này nữa. Cái này lớp 9 các bạn cũng làm mà đúng không? Rồi những câu này dễ thôi. Đầu tiên là có từ gratitude là giữ bạn. Cái lòng biết ơn thì đồng nghĩa gì thôi lòng biết ơn. Câu A appreciation đó chính là cũng là cái sự tôn trọng, cái sự bởi vì nó là xuất phát từ cái động từ giữ bạn. Thầy giảng bạn rất nhiều rồi. Cái này bị sai chính tả các bạn. Giữa y đầu tiên biến thành chữ E. Đó chính là cái động từ gì mới đó. Appreciate. Nhớ chữ E nhé các bạn. Appreciate. Tại động từ nó mang nghĩa là gì các bạn? Cảm kích hoặc là trân trọng, đúng không? Cảm kích là biết ơn đó. Và những từ đây nhóm văn thứ mấy mới được? Appreciate. Âm thứ hai ngay từ dưới một những buổi đầu thầy dạy các bạn rồi. Appreciate. Vậy danh từ gratitude. Cái từ gratitude nhóm văn thứ mấy? Âm tiếng thứ nhất và chữ A này là âm gì? Em bơm. Rồi cả lớp dạy cho thầy coi các bạn. Tôi would like to là tôi gì? Không tôi thích, like mới thích. Tôi muốn express cái gì lòng biết ơn các bạn, tôi muốn gì lòng biết ơn? Bày tỏ, thể hiện, đúng rồi đó, express là bày tỏ đó. Tôi muốn bày tỏ lòng biết ơn của tôi. To là gì? Đến với mọi người. Bởi vì họ đã làm việc rất là chăm chỉ. Chứ các bạn nhớ thầy đó chính là gì đây? Bày tỏ lòng biết ơn đến ai đó vì cái gì đó thì có công thức gì các bạn? My gratitude đến ai đó tu về cái gì đó đi theo dưới từ for. Cho nên nhớ thầy gratitude đi theo dưới từ for. Và bữa thầy cũng dạy các bạn luôn. Gratitude nó là danh từ từ cái tính từ dưới bằng tính từ grateful. Grateful. Cái này phải tuyệt vời đó nhưng mà chữ great này
và nó cũng đi theo dưới từ for, thì đây là tính từ thì mang nghĩa là biết ơn thôi, cảm kích thôi ha. Và đề thi nếu mà nó có ra thì grateful thì nó sẽ đồng nghĩa với cái từ thankful nha các bạn, cũng đi theo dưới từ for luôn, thankful. Những cái này rất là đơn giản, thank là cảm ơn nè, thấy chưa, grateful nó là tính từ, từ cái danh từ gratitude. Vậy hết rồi nha, cái này thầy nhớ đầu năm cũng nói luôn rồi, gì phải ôn lại đó. Còn học này có đề burden là gì đây? Cái gánh nặng. Gánh nặng là dữ quá. Gánh nặng lỡ đề thi, đây là danh từ nha. Vậy lỡ đề thi bắt bạn tìm từ đồng nghĩa với từ gánh nặng, nó đồng nghĩa từ gì? Gánh nặng là gì? Đúng rồi. Gánh nặng là khó khăn. Nhưng mà nếu em dùng chữ difficult, difficult đó là từ loại gì? Tính từ mà, cho nên phải danh từ của sự khó khăn là gì? Difficult, tí. Difficult cho bạn kêu thêm ngày y dài thôi, tạo thành danh từ rồi. Difficulty. Nhưng mà ngoài chữ difficulty khó khăn là còn thử thách nữa. Thử thách có từ gì? Challenge. Được chứ? Rồi, tiếp tục câu 20. Phenomenon. Thầy nhớ thầy dạy các bạn một lần. Hiện tượng. Cái, nhưng mà cái này gì cho thầy nha? The first pop idol. Cái thần tượng âm nhạc đầu tiên nó được bắt đầu trình chiếu vào năm 2001 và nó nhanh chóng trở thành một cái hiện tượng toàn cầu. Hiện tượng này nó phải hiện tượng tiếng không? Hiện tượng này là một cái sự kiện mà nhiều người biết đến đúng không các bạn? Thì chọn là có gì? À, câu C, một sự kiện mà nhiều người bàn tán đúng không các bạn? Talk about. Tiếp tục câu 21. Cut down on rất là dễ là gì đúng không các bạn? Cắt giảm thì cái nào giảm thôi? A reduce. Nhưng mà nếu câu này bắt các bạn tìm từ trái nghĩa, nó trái nghĩa với câu gì? Raise. Raise nó là gì các bạn? Nó cũng là gì? Nâng cao nó cũng là gì? Tăng. Đúng không? Thì các bạn nhớ thầy bây giờ câu này nha. Thầy thấy câu này đề thi nó ra đồng nghĩa trái nghĩa thì rất nguy hiểm các bạn. Nếu đồng nghĩa thì dễ rồi, bởi vì nó chỉ còn đồng nghĩa với gì thôi. Rồi, đi đầu tiên thầy sẽ phân tích cho các bạn vấn đề này. Bây giờ cái từ mà giảm á, reduce á, nó sẽ đồng nghĩa một số từ giảm. Từ đầu tiên là từ giữa bạn đi gì? Decrease. Thì increase là tăng, thì decrease là giảm. Nhưng ngoài giảm thầy còn có hai từ giảm nữa, chính là từ fall và từ drop. Drop là gì các bạn? Làm rơi, rơi thì đi xuống đó. Fall té, té cũng đi xuống luôn. Cho nên fall và drop nó cũng mang nghĩa là giảm. Nhưng hai cái này nó cũng không hẳn giống nhau. Mặc dù bốn cái này đều mang nghĩa là gì các bạn? Giảm. Nhưng mà hai cái này á, nó đồng nghĩa nhau, nó giống nhau, nhưng mà nó sẽ hơi khác so với hai cái này. Hai các bạn. Rồi lý do tại sao bây giờ thầy sẽ giải thích các bạn nè. Không biết từ trước giờ thầy đã giải thích các bạn về khái niệm nội động từ và ngoài động từ chưa? Chưa đúng không? Thì giờ bạn phải làm quen như thế nào nội và ngoài động từ. Nó rất là dễ các bạn. Ví dụ thầy có nội thương là ngoại thương là gì? Ngoại thương là gì các bạn? Ngoại thương sao bị cái thương quá? Ngoại thương về vấn đề kinh tế. Ngoại thương là mình như các bạn mình phải giao thương, mình phải gọi là giao lưu, mình phải gọi là hợp tác với nước ngoài. Được chứ? Là bên ngoài. Còn nội thương là mình chỉ giữ bạn ở bên trong nước thôi. Cho nên nhớ thầy ngoại động từ là như thế nào? Ngoại động từ là một động từ nó phải như thế các bạn, là động từ nó phải kết hợp. Đúng không? Nó phải kết hợp với một cái danh từ gọi là ngoại động từ. Vậy ngược lại nội động từ là một dữ bạn, là một động từ nó không được kết hợp với danh từ. Giờ thầy giảng bằng ví dụ, đó chính là thầy có ví dụ như thầy có từ chạy thì cái đó là ngoại hay nội? Bởi vì sao? Có chạy cái gì không? Anh ấy thích chạy, anh ấy chạy thôi mà, nó có đâu có chạy cái gì đâu, đúng không? Cho nên là run là một ví dụ cho việc đó chính là nội động từ. Rồi ngoài chạy thì có đi bộ, đúng không bạn? Walk chắc chắn đi bộ rồi, không thể đi bộ cái gì, đúng không? Hoặc là thầy có từ bơi, swim, không thể là bơi cái gì ha. Vậy ngược lại ngoài động từ là những động từ có thể kết hợp danh từ, ví dụ ăn cái gì đó, đúng không? Uống cái gì đó, hát thì hát một bài hát, sing a song thì các bạn thấy a song đó là danh từ rồi, thì chắc chắn là sing nó là một cái ngoài động từ ha các bạn. Thì các bạn hình dung như thầy nội động từ và ngoài động từ chưa? Nó là như vậy các bạn ha. Thì đối với cái trường hợp quay trở lại bài trên này, đó chính là gì đây? Reduce và decrease.
Nó vừa có thể nội, nó vừa có thể ngoại. Rồi nhưng mà thôi, nãy thầy quên nói với bạn một cái, đó chính là gì? Một từ, nãy thầy nói bạn động từ có thể chia ra hai loại động từ, đó chính là nội động từ và ngoại động từ. Nhưng mà một từ nó vẫn có thể là gì các bạn? Nội, nó vừa có thể là ngoại. Thầy sẽ cho bạn một ví dụ đơn giản, đó chính là từ walk. Nãy thầy nói các bạn từ walk đó là gì? Đi bộ. Nhưng trong cái này nó vẫn có walk a dog. Đúng không? Walk a dog là gì các bạn? Dắt chó đi bộ, dắt chó đi dạo. Cho nên một từ nó vừa có thể nội, nó vừa có thể ngoại. Nhưng mà nội thì nó sử dụng khác, mà ngoại nó lại sử dụng khác. Hiểu được chưa? Thì đối với cái trường hợp mà chữ reduce và decrease nè, nó vừa có thể nội, nó vừa có thể ngoại. Giờ thầy sẽ cho các bạn hai câu, các bạn xác định thầy cái động từ nào là nội, cái động từ nào đó là ngoại nha. Cái ví dụ nào nó sử dụng động từ, nội động từ, và cái ví dụ nào sử dụng ngoại động từ nha. Biết thầy nói là gì đây? Giá vàng đã giảm. Giá vàng đã giảm. Thì giảm này nó là động từ đó. Vậy nó đang nội hay ngoại? Nội. Nội, đúng rồi. Còn khi nào nó ngoại, thầy quyết định tháng sau thầy sẽ giảm học phí. Thì cái này là ngoại, bởi vì thầy có danh từ to ngữ gì không bạn? Học phí, giảm học phí. Ha, thì bạn hình dung bên nội và ngoại chứ. Đó là như vậy. Thì đối với trường reduce và decrease, nó vừa có thể nội, nó vừa có thể là ngoại, chơi cái nào cũng được. Nhưng mà đối với trường form và drop, nó chỉ là gì không bạn? À, nội động từ mà thôi. Nội. Bởi vì không thể nào form còn với một danh từ nữa, nó là luôn là nội này. Drop, nhưng mà trong hợp drop nó cũng vừa nội vừa ngoại, đúng không bạn? Đối với trường drop litter, vứt rác, nhưng mà giờ nó có liên quan về giảm không? Không. Khi nào nó mới là nội từ, khi nào nó là một cái mang nghĩa là giảm mà thôi. Thì các bạn hình dung ra được không? Đó là như vậy. Rồi như các bạn, cho thầy nhắc lại, ngoài động từ là một động từ mình có thể giữ vào kết hợp với một danh từ. Còn nội động từ thì mình sẽ không kết hợp. Nhưng mà nếu mà một nội động từ nó không kết hợp danh từ, nhưng mà nó vẫn có thể kết hợp với một cái gì đó mới được. Thầy cho các bạn gợi ý một câu, anh ấy đang chạy. Vậy bây giờ thầy có thể gọi là kết hợp được gì với cái nội động từ? Anh ấy chạy, chạy gì đấy? Thầy đang gợi ý với các bạn thôi. Chạy nhanh, vậy có thể nó có thể kết hợp với gì? Trạng từ. Nãy bữa thầy dạy các bạn tính từ trạng từ chứ, nhanh này nó phải là gì? Trạng từ để bổ nghĩa chứ hành động chạy chứ. Cho nên nhớ, nội động từ nó có thể không kết hợp với danh từ, nhưng nó có thể kết hợp với gì? Trạng từ. Còn ngoài động từ nó có thể kết hợp thoải mái. Hình dung được chưa? Cái này thầy nghĩ nó cũng khá là quan trọng của lớp 10. Cái này trên trường giáo viên không bao giờ dạy các bạn. Không bao giờ dạy các bạn, nhưng mà đề thi lại ra. Được chưa? Cho nên thầy nghĩ các bạn nên ghi chú với thầy, đó chính là nội động từ và ngoại động từ. Ghi chú là các bạn ha, ngoại động từ là động từ cộng danh từ. Thì cho thầy một số cái ví dụ về ngoại động từ. Ví dụ như sing nè. Sing a song. Hoặc là thầy có từ buy, buy a car chẳng vậy. Còn nội động từ là phía này. Và lưu ý thầy, một từ, một từ thì như các bạn, một từ vừa có thể nội hoặc ngoại. Ví dụ thầy có từ gì các bạn? Walk. Nhưng mà thầy là có walk gì các bạn? Walk a dog. Và lưu ý thứ hai, đó chính là gì mới đó? Khi mà nó là nội động từ thì nó có thể kết hợp với gì? À đúng rồi, nội động từ có thể cộng trạng từ viết tắt là adv. Ví dụ như là he runs chậm đi, he runs slowly. Vậy bây giờ quay trở lại câu này, các bạn biết xong chưa?
Rồi quay trở lại câu này. Câu này dịch thành của bạn: anh ấy đã cắt giảm cái việc tiêu thụ đường. Hả các bạn? Rồi vậy câu này bắt các bạn tìm từ đồng nghĩa trước, thì nó sẽ đồng nghĩa với bốn từ gì ở trong phía trên. Thì bạn coi khích đau on nó đang là nội hay ngoại. Các bạn coi có thứ nó nội hay ngoại đơn giản, có nó phía sau có danh từ không? Có danh từ không? Đó, có vừa chắc chắn là sau đó phải là gì rồi? Danh từ rồi, cho nên cái này đang là ngoại. Ngoại cho nên phải đồng nghĩa từ gì? Reduce hoặc là decrease. Bởi vì hai cái này đó là vừa nội vừa ngoại chưa có đọc được. Còn chữ không thể là nó đồng nghĩa với fall và drop. Mặc dù trường nghĩa thì nó lại là giống ha. Nó tương tự như là gì? Trái nghĩa với giảm thì nó sẽ là gì các bạn? Tăng. Đúng không? Thì tăng thầy có một số từ tăng. Đầu tiên đó chính là thầy có từ increase. Increase nó giống y chang như decrease, nó vừa là gì các bạn? Nó vừa nội, nó vừa ngoài. Nhưng ngoài chữ tăng thầy còn có một số từ tăng. Ví dụ thầy có từ nhảy các bạn nâng cao nhận thức. Đó chính là raise. Ha. Rồi sau đó thầy có một từ tăng đó chính là từ rise. Ví dụ thầy có là gì? Mặt trời rise ở hướng đông. Là mặt trời rise là gì các bạn? Mọc. Mọc là đang làm gì? Đang dần dần đi lên đó. Đó thì rise nó cũng là gì các bạn? Đó là động từ luôn, là tăng luôn. Ha các bạn. Vậy đối mấy đứa, chữ raise và chữ rise, cái nào là nội, cái nào là ngoài? Cái nào là thầy cho bạn suy nghĩ trước. Cái nào là nội, cái nào là ngoài? Thầy mới cho các bạn hai ví dụ đó đúng không? Giơ tay lên và nâng cao nhận thức, rồi sau đó mặt trời mọc ở hướng đông. Vậy cái đầu tiên raise nó sẽ là gì? Ngoại. Bởi vì số bạn bây giờ thầy nói giơ tay lên thì rõ ràng tay nó là gì rồi? Danh từ thì nó ngoài. Hoặc thầy nói là gì? Nâng cao nhận thức nó là gì rồi? Danh từ awareness là danh từ đó. Đó cho nên raise nó là ngoại. Còn rise gì nãy thầy nói gì? Mặt trời mọc ở hướng đông thì nó là gì? Nội. Bởi vì mọc cho nên mọc cái gì hả? Các bạn nói ủa em thấy ở hướng đông mà thấy, nhưng mà cái này là gì? Ở hướng đông thì này là gì bạn? Cái này phải danh từ không? Cái này là một cái trạng ngữ chỉ nơi chốn thôi, hiểu không mấy đứa? Cho nên rise nó là một cái nội động từ. Cho nên nếu thầy nói là gì đây? Tháng sau thầy sẽ tăng học phí, thì tăng này thầy sẽ dùng cái động từ nào? Tăng học phí thì rõ ràng chữ tăng này đang nội hay ngoại? Ngoại, bởi vì có học phí mà, cho nên thầy dùng từ gì? Tăng học phí. Raise. Như vậy thầy nói là nói giá vàng lại tiếp tục tăng, thì tăng này chỉ có thể dùng từ, hiểu được không? Đó, phân tích quá là kỳ chứ bạn. Nhưng mà lưu ý một số cái nữa đó chính là gì? Quá khứ và cụm 3 của raise nó chính là chỉ còn thêm D. Còn quá khứ của rise nó chính là rose, và cụm 3 của nó sẽ là reason. Ghi chú chưa? Giúp thầy. Tăng. Cho nên lỡ đề thi mà nó ra cái bài mà anh ấy đã cắt giảm, mà bắt các bạn tìm từ trái nghĩa, thì nó sẽ trái nghĩa với gì? Nó sẽ trái nghĩa với raise hay nó trái nghĩa với rise? Nó sẽ trái nghĩa với raise, hoặc là trái nghĩa với increase. Với increase cái này cũng chưa, chứ tuyệt đối nó không được trái nghĩa với rise. Mặc dù trường nghĩa nó giống, mấy đứa hiểu tại nói gì không? Chịu không mấy đứa? Chịu không? Ghi chú chính là raise quá khứ ba của nó chỉ còn thêm D, còn rise quá khứ là rose, của ba là reason. Nhưng mà cho thầy hỏi xíu câu này. Có bạn nói câu này về thì thầy bị sai. Cách chia động từ thầy bị sai, đúng hay sai? Câu này có bạn nhìn vô sẽ nói đó chính là nó bị sai, sai về thì. Sai chỗ nào? Ý của Tường là chỉ khách phải như nào? Thêm S, bởi vì chữ thì nó chủ yếu xích trên khách phải thêm S. Nó như vậy đúng. Nhưng mà câu này thầy cảm thấy không sai, bởi lý do là sao các bạn? Bởi vì câu này về thì không sai, nhưng mà nó sẽ không phải là thì hiện tại đó. Nếu mà em nói là chỉ có thêm S thì nó là hiện tại đơn thôi, đúng không? Chủ ngữ động từ mà thêm S thì là chủ ngữ shift là hiện tại đơn thôi. Nhưng mà câu này về thì thầy không dùng hiện tại đơn mà nó dùng thì gì? Làm sao biết nó quá khứ đơn? Bởi vì quá khứ và cụm ba cụm khách nó vẫn là khách. Cho nên nếu các bạn nhìn vô này á, là các bạn biết nó thì gì luôn chứ. Rồi bởi vì khách này chắc chắn là quá khứ đơn, bởi vì chủ ngữ nó là gì? Chủ ngữ nó là he. Mà giả bộ cái này hiện tại đơn đi thì chỉ khách nó phải như nào? Thầy bé mà chữ khách mà không thể thì đồng nghĩa việc là chính là khách này đang ở động từ cột ở quá khứ đơn, hiểu được chưa mấy đứa? Đó giống như là đề thi năm ngoái á, nó có một động từ đó chính là từ thành lập, xét chỉ bạn set up. Ví dụ như là thầy nói có bạn nói đó chính là gì đây? My school, trường của tôi set up.
Các bạn nhìn vô cũng nghĩ là gì? À câu này là set đang nguyên mẫu cho nên đang dùng thì gì đây? Hiện tại đơn. Là các bạn đang suy nghĩ sai đúng không các bạn? Bị sai. Bởi vì rõ ràng trong trường hợp này chữ set nếu mà hiện tại đơn thì chữ set phải như nào? Bởi vì my school là chủ ngữ số. Cho nên đối với trường hợp này set quá khứ và cụm 3 của nó vẫn là set. Hiểu được chưa? Cho nên lưu ý giúp thầy. Bước đầu tiên là các bạn chuyển một câu tụ lực và chuyển sang một câu tụ lực á thì các bạn phải xác định cái thì giúp thầy. Nhớ phải cái thì làm sao biết cái thì? Chỉ cần nhìn vào cái động từ bên đây nè. Động từ sau đó chủ ngữ đang là xong. Hai các bạn. Rồi, đó, mới có một câu thầy phân tích cỡ đó đó. Rồi quay trở lại bài có 2 2 3. Hồi nãy thầy nói bạn chữ spotlessly là gì? À sạch bóng. Sạch tinh tươm, sạch không tì vết. Vậy sạch bóng, sạch tinh tươm là gì các bạn? Thầy có quiet pretty là gì các bạn? Có biết nghĩa từ này không? Không, chịu thua. Còn phe lên cũng biết nghĩa rồi, chịu thua luôn á, thật sự. Mặc dù các bạn thấy rõ ràng là gì? Spotlessly là cái từ mình đã học luôn. Là các bạn nhìn vô cái thi mình thấy a cái từ này bữa thầy nhìn như vậy, nhớ nghĩ, nhưng mà nhìn đáp án thì không biết từ vựng là chịu thua. Đúng không? Cho nên là khó đó. Cho nên học thầy chỉ là chữ quiet và chữ pretty. Nó mang nghĩa là khác. Khác. Câu đề fairly là tương đối. Mà tương đối nó cũng giống y chang như là khác. Các bạn hay biết cái từ fair đúng không? Fair là gì các bạn? Công bằng đúng không? Thì fairly nó cũng là một cách công bằng. Nhưng mà trạng từ nó còn mang nghĩa là tương đối là khác đó. Cho nên câu này còn là câu gì thôi? Con sẽ thầy như vậy rồi. Extremely là gì? Hết sức là cực kỳ đó. Nó sạch bóng này, nó gì các bạn? Nó cực kỳ sạch. Cho nên là câu này giả bộ không biết câu A, câu B, câu D, nhưng mà thầy nhớ thầy dạy cái từ extremely rồi má. Cho nên vẫn làm được đúng không? Cho nên extremely là gì các bạn? Cực kỳ. Mấy đứa thử làm tiếp này, thầy uống thuốc rồi. Nay về dạ. Đúng là 11 giờ là mình phải học xong rồi đó. Nhưng mà thôi học tiếp đi. Bằng cái thằng đó. Sáu điểm nha, sáu điểm kia em là cũng không có gì, cũng do sang ngu nghĩ chưa, thầy đọc cái câu sang ngu 7 2 5 cũng không có chấp nhận nha. Em thấy rõ ràng cái đề đó thì em đánh giá nó khó dễ, thầy thấy nó không dễ luôn đó. Lớp các bạn là 10 điểm không? Có sao không? Bởi vì điều đó dễ quá rồi, còn nếu đề em khó thì thầy không nói. Chứ thật sự vì em thử đưa đề cho Vy làm có làm được không? Quá là dễ luôn. Nãy giờ thầy đồng ý trắng nghĩ toàn là những từ cũ không nhớ bạn. Chữ kim nói hoài, chữ kim là gì nhớ thầy cái em đam mê hoặc là thích thú, hứng thú đúng không? Thì ABCD cái nào đam mê? Không biết luôn đó thì khó. Dù các bạn loại bỏ giúp thầy. Câu A biết gì không? Không bỏ. Câu B thì thầy có interested là gì? Là hứng thú. Nhưng như mình định cái là gì các bạn? Là không thì bỏ. Hả? Rồi, nhưng mà bữa thầy nhớ thầy dạy các bạn từ enthusiastic chắc thầy dạy rồi. Nhiệt tình luôn. Vậy in một cái là gì? Không nhiệt tình thì BC. Khi nào mình chọn BC? Trái nghĩa. Chỉ còn lại câu A và câu D thì mình chọn đáp án cái phần đó chính là loại trừ. Đúng không? Đó. Cho nên sẽ chọn những bạn. Cho nên là đối với trường hợp bây giờ mình sẽ gọi là áp dụng cái mẹo của thầy. Cái mẹo đầu tiên của thầy đó chính là gì? Mình loại bỏ cái nào mà nó đồng nghĩa với nhau. Đúng không? Các bạn thấy này nè, B với C rõ ràng nó đang còn đang đồng nghĩa với nhau. Bởi vì hai cái này nó đều là không nhiệt tình, không có thích thú, bỏ như vậy. Vậy đối với trường hợp còn của A và của D thì giờ mình lùi bỏ cái nào? Các bạn thấy phân tích giùm thầy làm những bài đồng nghĩa trái nghĩa phải biết phân tích cái từ này, các bạn dự đó là tích cực hay tiêu cực, đúng không? Cái này tích cực tiêu cực các bạn chữ kim các bạn tích cực
mà thường những cái từ tiêu cực nó thường nó sẽ có gì, chữ ẩn hoặc là chữ dis, thường thôi nha, chứ không phải lúc vậy các bạn, thường thôi chứ không phải lúc vậy, cho nên có thể lò đó gì còn là của đây, hiểu được chưa? Đó, cái này cái mẹo thôi mà thầy nói bạn, thầy trong quá trình thầy dạy học sinh đó, thầy cho bạn nó chuyện mẹo, nhưng mà không phải lúc nào áp cái mẹo cũng đúng nha mấy đứa đó, bởi vì có những cái từ á mặc dù chữ in nhưng mà nó không tích cực ha. Rồi thì khi nó đồng nghĩa với gì các bạn? Enthusiastic, từ này dạy rồi là các bạn nhiệt tình, nó đồng nghĩa với từ eager cũng là nhiệt tình hăng hái luôn. Rồi vô học thầy cái danh từ concern. Concern. Bỏ ý đi trước này nhé các bạn, cái concern bình thường thôi. Có chữ N phía cuối, concern danh từ mang nghĩa là mối lo. Concern danh từ là mối lo. Nhưng mà ghi chú thêm thầy chữ concern thêm đi. Concern about là quan tâm. Quan tâm về cái gì đó, concern about, quan tâm về cái gì đó. Quan tâm về cái gì đó. Đây là những từ vựng rất là phổ biến. Đảm bảo các bạn học xong ngày hôm nay quên sạch. Cho nó viết chi chít trong đề luôn kìa. Như một con rừng. Nhưng mà thầy tin là hai đứa có về nhà tràn lại trong vở. Nhưng học thầy nghĩ là hai đứa có học. Là như hai bị quên từ vựng. Đúng không? Đó thầy biết hai đứa có chịu học. Còn bà Tường hôm bữa nói hả? Em không học từ vựng luôn. Mạnh miệng nói luôn. Rồi bữa vô học không? Không. Nó có bao giờ nghe lời thầy đó. Thử thầy mong hả? Giữa kia cuối em dưới trung bình, cho em mở lại lớp cho em sợ chơi. Lớp cấp 2 mấy đứa nghĩ là mấy đứa khó khả năng dưới trung bình, chứ thật sự là ủa bữa chuyển cấp con dưới trung bình nó muốn gì nữa, còn chưa dưới trung bình muốn gì nữa. Mà thầy thấy đề chuyển cấp là đề còn dễ. Như lên mới lớp 10 chắc chắn đề nó phải khó rồi. Cho nên chuẩn bị tinh thần mà không chịu học là dưới trung bình nha. Rồi bình thường có điểm số dưới trung bình rồi về nhà có đưa cho gia đình coi không? Có không? Rồi ba mẹ có hay chửi gì không? Rồi cho nên cuối giờ mỗi đứa đưa cho thầy số điện thoại của phụ huynh. Được chưa? Cả hai người luôn. Nhớ các bạn, ai mà thầy cảm thấy mà lười học thì mới kêu. Giúp mẹ cũng được. Nói chung người nào mà thường xuyên mà đứa liên lạc á, đưa thầy để thầy mới kêu. Nhắn chưa? À mẹ con thường hay nhắn tin thầy bên bên Facebook. Mẹ có tên gì thầy quên không? À hả? Nhưng mà thầy sẽ không có mấy chốn bởi vì thầy biết là con có học. Chỉ con hay bị quên thôi. 24, 25, 26, 27. Chấn tường là thầy mét nè. Vô launch. Thầy bây giờ thầy dạy cho launch chưa? Nhìn chưa? Nhìn trong sách nói mẹ đúng không? Là gì? Biết không vậy? Nhưng mà dự đoán. Dự đoán. Họ gì? Họ đã làm gì đó. Các bạn nhớ thầy từ nay về sau. Nếu mà các bạn thấy cái từ người ta đang đục lỗ nè, cái từ mà người ta đang gạch chân, hoặc là một cái từ nào đó mà các bạn không biết nghĩa của nó là gì, thì các bạn có thể dịch chay một chút xíu, đó chính là gì đây? Nhìn vô, đây cái lo này chắc chắn là từ loại gì? Động từ. Động từ các bạn dịch là gì? Làm gì đó. Còn tính từ các bạn dịch là gì? Như, ví dụ he, y, ờ, chấm, chứ chấm, men, chứ chắn đứng giữa nó phải là tính từ, thì dịch là, đúng rồi, như thế nào đó. Còn danh từ là gì? Cái gì đó, hiểu được không? Đó các bạn cứ dịch chay trước. Nhưng trong bài thầy gì thêm đó chính là từ đã, bởi vì câu này thầy gì? Quả cơ đơn, hiểu được không các bạn? Đó các bạn cứ dịch chay như này. Là họ đã làm gì đó, một cái dự án mới, cái mà người ta đặt mục tiêu là bảo vệ cái môi trường xung quanh. Chắc chắn câu này đang tích cực, tích cực đúng không các bạn? Thì tìm cái nào đây, câu A, họ đã dừng cái dự án mà hướng đến. Rồi câu B là gì? Story là gì? Rồi bắt đầu đối với cái trường hợp những câu mà đồng nghĩa trái nghĩa, thầy cho bằng một cái mẹo đó chính là gì đây? Hồi nãy thầy cho bằng một cái mẹo trong câu 23 đó chính là gì? Nếu các bạn thấy hai cặp từ mà nó như đó các bạn, nếu các bạn thấy một cặp từ mà nó đồng nghĩa với nhau thì mình sẽ như nào? Loại bỏ nó. Rồi còn đối với cái trường hợp mà một câu mà nó có hai từ mà trái nghĩa với nhau thì thường đáp án nó sẽ nằm trong một trong hai cái đó. Mà bây giờ thầy nói với bạn đó chính là câu 24. Đọc một câu các bạn có thể xét giùm thầy nó đang tích cực hay là tiêu cực. Thì rõ ràng cái này mình đang nghĩ nó đang là gì các bạn? Tích cực. Thì mình sẽ có thể chọn cái gì đó mà nó
tích cực vậy mình quăng câu B vào đi. Họ đã bắt đầu một cái dự án mà hướng đến, được không? Được, chứ không thể nào họ đã ngừng một cái dự án mà hướng đến. Được chưa? Rồi, nhưng mà còn cho nên, nhưng mà vẫn chưa đọc câu C của D đúng không bạn? Câu D này mới nói chứ dispose thì dư được off là gì? Vất xả, mới học luôn, bữa gì cũng học luôn rồi đó. Câu C release, tức tương tự như dispose của bạn. Trong đối với trường về môi trường, release chính là xả chất thải. Nhưng mà về âm nhạc thì release mang nghĩa là những bạn phát hành. Ủa học như thế? Phát hành hoặc ra mắt, ghi chú của thầy. Thầy nói là câu C của bạn. Câu C động từ, nó sẽ mang nghĩa là thải. Nhưng động từ thì sao mang nghĩa là gì các bạn? Nghĩa khác của nó chính là phát hành hoặc ra mắt. Ủa xíu, nhưng mà câu này là câu gì? Ở trái nghĩa mà. Mày các bạn thấy rõ ràng câu B có C nữa như nào? Đồng nghĩa cho nên như nào mới đớt? Bởi vì release ra mắt là đã bắt đầu á, thì loại bỏ cái này câu gì? Ở câu B và câu gì luôn? Câu C. Thì rõ ràng là các bạn thấy B với A nó lại giống nhau mà câu B mình bỏ rồi. Thì các bạn kết hợp giùm mày hai cái này nó đã gì các bạn? Đồng nghĩa, mình bỏ nó. Rồi là kết hợp thêm cái nữa, một câu đáp án mà có một cặp từ trái nghĩa thì mình sẽ chọn một trong hai cái đó thì còn coi gì thôi. À, mấy đứa hiểu tại nó nói các bạn gì không? Bởi vì câu đề nó liên quan gì hết trơn. Đúng không? Mấy đứa dispo là bức xạ liên quan gì đâu. Mà những cái này thầy nghĩ là cấp 2 giáo viên nói các bạn rồi chứ. Có nói không? Không. Nhưng mà học thầy luôn cho bạn những cái mèo nha. Câu 25, sustainable dạy rất nhiều lần là gì được các bạn? Bền vững, thì bền vững, trái hiểu bền vững là gì? Không bền vững thì cái nào không bền vững? Bắt đầu phân tích. Green là xanh, bỏ. Harmful là gì? Có hài, chắc chắn là gì của bạn? Các bạn nhớ sustainable bền vững là bền vững gì? Bền vững về môi trường. Là nó thân thiện môi trường. Vậy trái nghĩa của nó là có hại thôi. Nhưng mà giờ đã biết có hại về môi trường chưa? Chưa mà, mới có hại thôi à. Vẫn chưa đầy đủ, cứ đọc tiếp này con C. Eco-friendly rõ ràng là thân thiện môi trường, câu D. Organic là hữu cơ thì nó cũng tăng thiện môi trường, cho là coi gì thôi. Có B là harmful. Tiếp tục. Nhưng mà thôi khỏi. Có 26. Adopt là gì bạn? Đón nhận, tuân theo đúng không? Vậy trái nghĩa với đón nhận, tuân theo là gì? Vậy bây giờ phân tích tiếp của thầy đó chính là, nếu đồng nghĩa thì các bạn có thể đồng nghĩa với câu gì? Câu A hoặc là câu B đúng không? Bỏ. Chỉ còn lại câu C và D không biết tự vận thì chịu vô. Nhưng mà nhớ thầy dạy các bạn từ adapt một lần, có dạy một lần rồi không biết là xong luôn đúng không? Rất khó các bạn, giờ 50-50 thôi đúng mấy đứa. Thì học thầy câu C, adapt là thích nghi. Thường adapt nó sẽ đi thay với từ to. Adapt to. Thường adapt đi thay với từ to các bạn ha, thích nghi. Này cố gắng về trễ, các bạn nhớ nhắn tin nhắn phụ huynh trước đi. Cho nên chỉ còn là câu gì các bạn? Câu D. Vậy câu D nó sẽ mang nghĩa là gì các bạn? Trái nghĩa với tuân theo, làm theo thì nó sẽ là gì? Không tuân theo là mình phớt lờ á. Thì học thầy cái động từ neglect nó sẽ đồng nghĩa với cái từ ignore. Học thầy một số từ vựng nha. Đây những từ vựng cơ bản của lớp 10. Ignore, đây thầy đã in đậm nè. Ignore đồng nghĩa với neglect, đó chính là phớt lờ các bạn. Neglect, ignore, phớt lờ. Nếu đồng nghĩa thì chọn câu gì các bạn? Chọn thì còn có A hoặc là có B. Thầy nghĩ sát nhất đề thi mà ra ở đó thì có đồng nghĩa follow thôi. Rồi thầy có cấu trúc gì đây? Its aim is to improve là gì các bạn? Cái mục tiêu của nó là mục tiêu câu lạc bộ đó là làm gì đây? Cải thiện cái môi trường. Rồi tự nhiên có bạn nào thắc mắc là tại sao nó phải có to không? Tự nhiên is to động từ nguyên mẫu, có thể đây là lần đầu tiên bạn gặp đúng không? Rồi nhưng bây giờ thầy sẽ giải thích các bạn cái đây. Giải thích nhanh thôi. Giải thích gọi là một cách nó đại cương nhất, nó sơ đẳng nhất các bạn, cho bạn dễ hình dung. Ví dụ các bạn muốn nói chính là gì đây? Ước mơ của tôi là trở thành một ngôi sao. Các bạn nói sao ước mơ của tôi? My dream. Hoặc là mục tiêu của tôi. Biết từ goal không? Goal là mục tiêu, ý danh em thôi. Hoặc là my em cũng được. Hả? Mục tiêu của tôi là ICO. Bởi vì một mục tiêu, một ước mơ thôi, is là trở thành. Trở thành thì có từ gì? Trở thành mà. Be gì? Become hay có dưới nguyên mẫu chứ. Nhưng bản chất của become đó là từ loại gì các bạn? Động từ, đúng không? Nhưng mà các bạn coi nè, thường hay nói các bạn một câu mà nó đã có động từ thường thì sẽ không có
to be và ngược lại. Cho nên nếu mà các bạn để như vậy thì các bạn thấy bị mâu thuẫn không? Cho nên để giải quyết vấn đề này, đó chính là ta sẽ gắn chữ to lúc trước. Cho nên cái này thì chỉ nói sơ đẳng nhất cho các bạn dễ hình dung thôi. Còn đi sâu vào ngữ pháp nó lại khác nữa. Mà các bạn đang không chuyên ngành về ngữ pháp, cho nên là thầy sẽ không có phân tích quá kỹ. Thầy hướng dẫn các bạn đơn giản nhất thôi. Cho nên từ nay về sau, nếu mà các bạn thấy nó chính là một câu mà nó có, đó chính là ước mơ của tôi nè, mục tiêu của tôi nè, hoặc là chị em cũng là mục tiêu nè, đúng không bạn? Là làm gì đó thì phải vô lòng tu, động từ quy mẫu. Thì câu này nó lại ra trong cái đề thi 15 phút của thầy Thường, đúng không? Trúng câu đó nhưng mà lại không có đúng trúng ngang, đúng không các bạn? Trúng câu đó y chóc luôn nhưng mà lại không trúng ngang. Thì bạn hiểu lý do tại sao mà is to chưa? Nó là như vậy. Tạm thời biết là ước mơ của tôi, mục tiêu của tôi là làm cái gì đó ha, chứ bởi vì không thể nào mà vừa động từ to be vừa động từ thường được. À, hiểu được chưa? Rồi hồi bữa thầy cho bạn câu này nhưng mà thầy lại khoanh khúc đó chính là gì? Encourage people chấm 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 để các bạn chọn to ở đó. Câu trúc nãy giờ thầy nói bạn nhiều chứ? Rồi đúng không? Tiếp tục câu cuối cùng, eliminate, không biết tôi này phải dạy bạn chứ? Loại, đúng không? Thì trái nghĩa với loại là gì? Giữ lại để chọn thầy có gì? Câu C, chọn thầy câu C. Keep nó là quá khứ vật ba của keep, giữ. Từ từ chưa xong đó. Vậy lỡ đồng nghĩa với câu gì? Remove giữ bạn, remove cũng là giữ bạn, loại bỏ luôn. Ai chưa biết thì chú tư vấn thầy remove loại bỏ. Loại bỏ. Còn refuse là giữ bạn, từ chối. Và nhớ từ chối làm gì đó, nhớ sau refuse đó cũng là giữ bạn, chú vấn. Còn perform là gì? Trình diễn. Rồi cái lớp diễn thầy disappointed là gì các bạn biết không? À, thất vọng. Ai chỉ biết nghĩ cái chú thôi. Tom rất là thất vọng bởi vì anh ấy đã bị loại ngay trong cái vòng thi đấu thứ 3 của cái competition cuộc thi. Rồi phân tích cái competition, bữa thầy dạy cái từ này chưa? Vậy rồi chứ các bạn, competition danh từ mang nghĩa là gì? Cuộc thi hoặc là cái tính gì đấy, cái sự gì đấy, sự cạnh tranh, đúng không? Có nói rồi. Thì thầy có một số cái từ loại của nó. Thì đó là danh từ, từ xuất phát từ động từ compete. Thì compete đó là gì mà bữa thầy nói rồi, thi đấu hoặc là cạnh tranh, đúng không? Học rồi đó, thầy nói lại đó chưa? Thi đấu hoặc là cạnh tranh. Rồi nhưng mà tính từ của nó là gì mà compare? Không phải sự cạnh tranh nữa, tính từ sao mà sự? Mang tính cạnh tranh. Bây giờ thầy có competitive economy. Economy thầy nói các bạn như là gì? Nền kinh tế dữ không? Economy để gì? Kinh tế đó. Nền kinh tế cạnh tranh, hoặc là competitive market, thị trường mang tính cạnh tranh. Market không gì là chợ đó các bạn, chỉ là thị trường ha. Và ta có một danh từ của nó chính là competitor. Competitor nãy thầy thấy ở trong cái đề của em, đó chính là dữ bạn, đúng rồi. Người thi đấu hoặc là đối thủ. Đây là danh từ là người thi đấu đối thủ. Mắc mới em chọn đối thủ là gì? Đúng không? Cô ấy trình diễn trước hàng ngàn audience chứ, hàng ngàn dữ bạn. À, khán giả chứ, audience là khán giả nữa. Còn khán giả, khi nào mình sử dụng audience đó chính là khán giả đâu các bạn? Khán giả ở trường quay, được chưa? Khán giả ở trường quay hoặc là nơi biểu diễn, nhớ các bạn, trường quay hoặc là nơi biểu diễn. Còn đối với mà các bạn coi từ màn ảnh nhỏ nhà thì mình không được dùng audience, người ta dùng từ gì? Viewer. Đó thì cái đây mình có thể gì là những bạn khán giả, à, hoặc là gì là người xem. Nhưng người xem đâu bạn, người xem ở màn hình nhỏ là gián tiếp, đúng rồi đó. Còn audience là trực tiếp. Còn view mình xem qua từ gọi là báo đài hả các bạn. Còn có một từ mà trong câu hỏi của em nữa, đó chính là có từ spectator. Thì này là khán giả ở sau cộng đồng đó, hỏi của thầy. Sáng khán giả ở sau cộng đồng. Sau cộng đồng thường cái này liên quan về khán giả gì, vấn đề giữa bạn thể thao, có hiểu không? Còn performer là ai các bạn? Người trình diễn ở đâu? Stage, sân khấu đó. Và một khi mà trình diễn thì các bạn có thể được nhận rất là nhiều tràng pháo tay. Thì học thầy một tràng pháo tay đó chính là a big
Một tràng là một vòng á, thầy có từ vòng mà thôi gì? Round á, a big round of applause. Thì học thầy từ applause chính là những quả vỗ tay nè. A big round of applause, vỗ tay. Các bạn có biết từ nào, cái từ đơn giản là vỗ tay không? Đó. Lúc rồi đó, cho nên đề thi nó là applause đồng nghĩa với gì? Clap á. Chứ đó thì rành lắm. Bởi vì các bạn thấy là gì, các bạn tiếp xúc nghe rất nhiều. Clap your hand, các bạn tiếp xúc thường xuyên, các bạn nghe hoài. Cho nên thành ra nói một cái là các bạn như thế nào? Phản xạ liên quan tức. Bởi vì các bạn tiếp xúc rất nhiều, thì tại sao những cái kiến thức thầy ta bạn tiếp xúc nhiều ý? Đúng không? Nó quan trọng với các bạn chứ, rất là quan trọng với các bạn chứ. Đúng không? Rồi bây giờ làm thầy những cái bài tự luận đi. Sắp xếp hả? Thôi nhưng mà thôi nghĩ là sắp xếp trước đi ha, bởi vì là sắp xếp. Rồi các bạn thấy bây giờ những bài sắp xếp nó sẽ không có cho các bạn đầu tiên, first, second, rồi hơn nữa, rồi cuối cùng đâu. Đâu các bạn phải đọc phân tích, rồi sau đó là phải coi thử cái nào đứng đầu tiên, cái nào đứng tiếp theo. Các bạn phải xem cái nội dung, cái sự liên kết của cả hai câu nha. Khó, nhưng mà luôn luôn tìm thêm một câu, một câu gọi là topic sentence, câu chủ đề này đó các bạn đó. Thì câu 328 thì câu chủ đề là câu nào? Câu C. Câu C đúng không? Làm sao biết nó câu chủ đề? Các bạn nhìn đáp án. Luôn làm những bài này nhìn đáp án thầy để mình tiết kiệm thời gian. Bởi vì các bạn thấy rõ ràng là gì? A B C D. Các bạn tìm cái chữ cái nào mà xuất hiện nhiều nhất là chữ C đầu tiên nè, đúng không? Thì con thử câu C, đọc thử câu C. Có nhiều cách để tiết kiệm năng lượng gì đây? Thầy thường dạy bạn renewable chứ? Không. À, tái tạo, dạy non renewable là năng lượng không tái tạo. Thầy nhắc lại, renewable là tái tạo. Như thế nào là năng lượng tái tạo? Cho thầy một số ví dụ năng lượng tái tạo đi. Mặt trời, gió, thủy triều đó. Vậy non là gì? Năng lượng không thể tái tạo là những năng, hoặc là những cái gì? Dầu mỏ, xăng đâu đó, than đá, đúng rồi đó. Hoặc thầy có thể dùng đó chính là năng lượng, đó chính là nhiên liệu hóa thạch. Hợp này đó chính là thầy có từ hóa thạch, chính là từ fossil và nhiên liệu, thầy dùng từ fuel. Trời ơi, thầy bị cảm, người thầy nó bị đuối, dễ sợ luôn. Đó, mấy đứa khá thương thầy không? Quá là thương luôn á, thật sự luôn á, đúng không? Cho nên là mấy đứa thật sự thương thầy thì mấy đứa nên học, chắc chắn là sao dù EP. Fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch. Bởi vì thầy có fuel là giữa bạn, nhiên liệu, fossil là hóa thạch đó. Fossil fuel, nhiên liệu hóa thạch là than đá dầu mỏ đó, đúng không? Ở đây là học hóa không? Thực tế xăng nó là một cái sản phẩm phụ của quá trình mà mình lấy dầu mỏ đó các bạn. Đó. Hồi xưa thầy nhớ học hóa học cái vấn đề đó. Rồi, thì có nhiều cách để mình tiết kiệm năng lượng hóa thạch, năng lượng những cái năng lượng không thể tái tạo. Rồi, sau câu C nó sẽ là câu gì hoặc là câu gì? Câu E hoặc là câu A. Câu E là gì? One way. Giả bộ mình có E trước đi, mình xác chọn giả bộ chọn có A trước đúng không các bạn? Giả bộ chọn A nè, sau C nó sẽ là E. One way, có một cách đó chính là gì các bạn? To use less electricity. Sử dụng ít điện lại. Được không? Cũng được. Sau câu E nó có thể là câu gì các bạn? Câu A. Bạn có thể tắt đèn thì rõ ràng các bạn phải là gì đấy? Mình tắt đèn rồi sau đó mình sử dụng ít điện hay là mình phải sử dụng ít điện rồi sau đó cho ví dụ là tắt đèn. Mình phải sử dụng ít điện rồi sau đó mới tắt đèn thì chọn nhanh có gì luôn. Có ai hiểu được chứ? Là như vậy. Thì có một cách. Các bạn coi nó là có trúc gì bạn? Is to thấy chưa? Giống này ta nói chưa? Có một cách là mình sử dụng thì rõ ràng thầy bỏ chữ to được không? Bởi vì use nó là gì? Động từ thì nhớ về vấn đề đó. Có một cách đó chính là sử dụng ít điện hơn. Ví dụ là gì? Bạn có thể tắt đèn khi mà rời khỏi phòng và bạn có thể unplug. Không thì unplug. Electronics thì các bạn là những cái thiết bị điện tử, không? Electronics là những thiết bị điện tử, điện thoại, TV này nó kiểu
những thiết bị điện tử, và chúng ta phải làm gì đây những cái thiết bị điện tử? Tác nhân cụ thể là gì? Mình rút ra luôn. Ví dụ như là cái tivi nè, các bạn nghĩ tiết kiệm điện nó chính là gì? Dùng xong thì các bạn tắt. Nhưng như vậy nó vẫn chỉ tiết kiệm lắm đâu, là bạn làm gì luôn? Rút ra luôn. Cái màu dài là khỏi xài luôn, em bị khùng hả? Rồi là mình unblock, là mình rút ra luôn, các bạn hiểu không? Gọi là thì học tại unblock là gì? Rút ổ cắm. Rút. Bởi vì nếu mà các bạn tắt tivi mà các bạn gọi là không rút ổ cắm á, thì nó vẫn còn tiêu thụ điện năng một chút xíu ha. Rồi sau việc tắt rồi mình làm như bạn. Câu B, another way là như bạn. Một cách nữa đó chính là mình sử dụng cái public transportation. Là gì? Đi giao thông chứ, giao thông công cộng. Instead of, thay vì lái ô tô hoặc là đi bộ hoặc là đi xe đạp. Và hoặc là như bạn, thay vì lái ô tô và bạn nên như bạn và mình phải đi bộ hoặc là lái xe đạp khi mà đi khoảng cách ngắn. Đó. Rồi sau câu B nó sẽ là câu D. Cuối cùng bạn có thể tái chế như nào không kiểu. Ha. Cho nên bài này thầy nghĩ nó rất là vừa vặn trong đề thi, cực kỳ vừa vặn. Nó không có khó chút nào. Và nó thử thách các bạn một chút xíu, đó chính là gì? Nó không có first, second, rồi finally nữa. Ha. Nhưng mà thật sự nhớ bạn, thật sự á, nó chính là cái gì? Là mình đã giới hạn câu A và câu B đúng không? Câu A và câu B này khúc này đúng không bạn? Rồi sau đó các bạn coi nhìn cuối cùng, finally chỉ có câu nào nó có cuối cùng thôi. Câu A này, câu D đấy không? Được chứ? Cho nên có thể là mình làm nhanh gọn cái bài này luôn. Rồi bài tiếp theo. Rồi câu chủ đề nó sẽ chắc là câu gì không? Câu C. Sau câu C nó sẽ là các bạn nghĩ sẽ là câu gì? Câu A bởi vì đấy, B C C A C A đấy. Thì tạm thời coi thử nó sắp xếp như vậy đúng chưa thì đọc thành câu C. How are you going là gì? Không, cái này là cái này how are you doing á, hoặc là going doing. Bạn có khỏe không? Ý chang như how are you thôi. Bạn có khỏe không? Tôi đã pass all the exams. Tôi đã thi xong và tôi cảm thấy rất là thoải mái bây giờ. Sau câu C nó sẽ là câu A. Tuần trước đã có một cái special event, một sự kiện đặc biệt ở trường chúng tôi. Chúng tôi đã có một cái gì bằng cái party, một buổi tiệc âm nhạc rất là tuyệt vời. Tôi đã ở đây tham dự nó với bạn học của tôi. S không như nữa, bởi vì sau S là this is, bởi vì của thầy nói chữ S chứ. Bởi vì đây là một trong những one of, hiểu không? Một trong những cái sự kiện lớn nhất của trường chúng tôi. Được không các bạn? Bởi vì tôi rất relax và tuần trước là tôi có đi sự kiện. Rồi giả bộ là CA ổn đi, giả bộ thôi nhé các bạn. Sau CA nó có thể là một là câu B hay là câu E. Còn câu B trước thầy. Bạn của tôi và tôi đã xem và hát cùng với tất cả những bài hát của cô ấy. Cô ấy là ai? Ca sĩ này giờ đã có ca sĩ chưa? Chưa, cho nên là CAB được chưa? Cho nên quay trở lại các bạn chọn cái gì? Các bạn đọc thử CAE. Là mình nghe đây là một trong những sự kiện lớn nhất trường chúng tôi. Được câu E là gì? A huge stage. Một cái stage, một gì bằng? Một sân khấu huge, khổng lồ. Nó đã được set up, nó đã được xây dựng. Nó đã được kiểu như là dựng lên á. Một sân khấu lớn đã được dựng lên ngay trong những bạn sân trường. Và có những cái food booth. Nói chung hiểu ra là có đồ ăn ở khắp sân khấu. Booth là những cái gian hàng các bạn. Họ có thể học thấy cái danh từ booth, gian hàng, thấy chưa? Và có những gian hàng ẩm thực xung quanh sân khấu. Và guess, và bạn có thể và đối bạn đoán được ai đã đến trình diễn trong cái sự kiện âm nhạc đó. Thì đó là top tiền, chứ phải tổ tiên các bạn, thầy bị nhầm. Top tiền idol chúng tôi thì lúc này mới là ca sĩ nữa mà. Thì sau ca sĩ thì mình mới có số E này các bạn, mới câu gì? Câu B, mình hát sang along với bạn khác, như bạn hát along, hát cùng cô ấy khi mà trên sân khấu. Được chứ? Rồi sau đó chúng tôi có một khoảng thời gian tuyệt vời, chúng tôi ăn rất nhiều burger này nọ kiểu. Rồi sau đó có câu gì? Câu B là câu? Câu D đâu? A, B, C. A, chữ A này đổi thành chữ E, chữ D thầy hiểu không? Lộn á. Vậy bạn nói là gì? Let me know how you doing. Nãy giờ tôi kể của tôi rồi đó. Rồi bạn hãy nói với tôi là bạn sức khỏe bạn như thế nào, tình hình của bạn như thế nào. Rồi xong.
thầy thấy cái việc mà sắp xếp bức thư thầy thấy nó xàm quá mấy đứa. Bây giờ thời đại nào ai mà viết thư rồi để trình bày mấy đứa mấy đứa, đúng không? Mình chỉ viết, thầy thấy là viết thư nó chỉ phù hợp khi nào thôi, xin công việc nè, hoặc là đăng ký ứng tuyển vào gọi là làm tình nguyện của cái công ty này chẳng vậy nè. Đó chứ ai mà viết mấy bức thư hỏi xong thích lũy như vậy nó sớm quá, đúng không? Hả? Nó cũng sến em, giờ tuổi trẻ như mấy tuổi bên kia thì làm sao mà nó viết y chang như này được, thật sự luôn á. Nước ngoài giờ nó cũng sến lắm em, nó xin lỗi, bên nước ngoài nó cũng giống như Việt Nam mình thôi. Ai đâu mày viết những bức thư này cho mấy ông bà già thì cũng được. Rồi làm thầy 20 câu này. Nhưng mà cũng dễ à. Làm nhanh nha. Những câu đầu tiên là passive voice. Các bạn phải hiểu được những cái tiêu đề. Đầu tiên là có passive voice là như bạn câu gì đây? Câu bị động. Câu bị động thì luôn luôn thầy nói bạn xác định gì trước? Cái thầy. Luôn luôn xác định thầy rồi sau đó mới xác định cái nào tăng ngữ làm chủ ngữ này nó kiểu. Được chưa? Rồi. Rồi nhưng mà cái vụ mà bị động á, hồi bữa thầy dạy bạn nó rất kỹ vấn đề đó chính là bị động mà trong câu nó có mấy tâm ngữ? Hai tâm ngữ. Và bữa thầy nói với bạn đó chính là một câu mà nó có hai tâm ngữ á, thì nếu mà tâm ngữ mà nó là vật làm chủ ngữ trong câu bị động thì mình phải có gì? Chủ. Đúng không? Vì thầy coi là kỹ vấn đề đó giúp thầy. Rồi câu này nó chỉ có gọi là một tâm ngữ thôi. Nhìn thầy coi bạn, mẹ của tôi. Divide. Phân chia công việc nhà một cách công bằng trong gia đình của tôi. Thì mình nói lại tiếng Việt là gì? Công việc nhà được phân chia một cách công bằng trong gia đình của tôi bởi mẹ của tôi. Bởi thầy nói bạn cấu trúc như bằng phở bò tái, đúng không? Nơi chốn trước rồi sau đó là bài, rồi sau đó cuối cùng là thời gian chia là có bằng the household chores. Rồi kêu gì là y. Mấy đứa đã làm gì trước mấy đứa? Xác định thì nè. Câu này thì gì?